bầu Chủ tịch nước. Với tỷ lệ 97,4% số phiếu nhất trí, đồng chí Trương Tấn Sang đã trúng cử chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngay sau khi ban kiểm phiếu công bố kết quả, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có bài phát biểu nhậm chức. Thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quý, thưa đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước. Tôi xin chân thành cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu tôi giữ trọng trách Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13. Tôi nhận thức sâu sắc rằng đây là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó. Tôi xin hứa với Quốc hội, đồng bào, đồng chí, nguyện đem hết sức mình phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thực hiện nghiêm túc đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước được hiến pháp và pháp luật quy định. Không ngừng học tập, nâng cao trình độ, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phối hợp và cộng tác chặt chẽ với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ngành, các cấp, các đoàn thể nhân dân, nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, ý kiến đóng góp của các vị đại biểu Quốc hội, và rất mong luôn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của cả hệ thống chính trị, của đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, để tôi hoàn thành trọng trách được giao, không phụ lòng tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, thưa đồng bào, đồng chí. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng đã xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm tới. Trên cương vị công tác của mình, tôi sẽ cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cùng với các tổ chức trong hệ thống chính trị, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội, trong đó tập trung vào những nhiệm vụ lớn sau đây. Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch vững mạnh, thật sự của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Quản lý có hiệu lực, hiệu quả cao. Sửa đổi bổ sung hiến pháp năm 1992, nâng cao chất lượng xây dựng và thực thi pháp luật, phát huy dân chủ, thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân trong mọi lĩnh vực của đất nước, đồng thời tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy nhà nước và xã hội, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực và phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính, cải cách tư pháp, đấu tranh phòng chống quan liêu tham nhũng, lãng phí, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của tổ chức và công dân. Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, gắn với phát triển kinh tế tri thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ trong điều kiện chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu tạo nền tảng để đến
năm 2020, nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Tập trung phát triển các lĩnh vực văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường, đồng bộ với phát triển kinh tế. Đặc biệt là giải quyết các vấn đề gây bức xúc xã hội trong các lĩnh vực này. Quan tâm giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo bền vững. Đổi mới chính sách phân phối, tiền lương và thu nhập của cán bộ công chức, viên chức, người lao động. Thu hẹp chênh lệch về thu nhập, đời sống giữa các vùng, các tầng lớp nhân dân. Bảo đảm an sinh xã hội. Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo, phát triển khoa học công nghệ, y tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Chăm lo củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho phát triển đất nước. Kiên trì giải quyết các vấn đề còn tồn tại về biên giới lãnh thổ, chủ quyền biển đảo, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa với các nước liên quan bằng thương lượng hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 và nguyên tắc ứng xử của khu vực. Góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới. Củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, làm điểm tương đồng. Xóa bỏ mặc cảm, định kiến về quá khứ, thành phần giai cấp, chấp nhận những điểm khác nhau, không trái với lợi ích chung của dân tộc. Đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, khoan dung, để tập hợp, đoàn kết các giai cấp, tầng lớp xã hội, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, thưa đồng bào, đồng chí, trên con đường phát triển, đất nước ta đang đứng trước những thời cơ và thách thức to lớn. Tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, với bản lĩnh và trí tuệ của con người Việt Nam, được hun đúc trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, với sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và sự ủng hộ giúp đỡ của bạn bè quốc tế, đất nước ta nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cũng trong chiều ngày 25 tháng 7, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trình bày tờ trình giới thiệu danh sách đề cử để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Theo đó, đồng chí Nguyễn Thị Doan được giới thiệu đề cử để Quốc hội bầu vào chức danh Phó Chủ tịch nước. Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng được giới thiệu đề cử để Quốc hội bầu vào chức danh Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Trương Hòa Bình được giới thiệu đề cử để Quốc hội bầu làm Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình được giới thiệu đề cử để Quốc hội bầu vào chức danh Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Thưa quý vị, sau đây truyền hình Thông tấn xin trân trọng giới thiệu tiểu sử tóm tắt của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Đồng chí Trương Tấn Sang sinh ngày 21 tháng 1 năm 1949, quê quán xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Trình độ chuyên môn cử nhân luật, chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng. Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam 20 tháng 12 năm 1969, lý luận chính trị cao cấp, là đại biểu Quốc hội khóa 9, 10, 11, 13.
Tóm tắt quá trình công tác, từ năm 1966 đến năm 1968, Tổ trưởng Thanh niên xây dựng cơ sở mật trong sinh viên học sinh. Từ năm 1969 đến năm 1971, Đảng ủy viên Bí thư Đoàn Thanh niên phụ trách đội võ trang mật thị trấn Đức Hòa, Long An. Từ năm 1971 đến năm 1973, bị địch bắt, bị giam giữ ở nhà tù Biên Hòa, Phú Quốc. Đến năm 1973, được trao trả theo Hiệp định Paris. Từ năm 1973 đến tháng 4 năm 1975, cán bộ tổ chức ban T72 thuộc Ủy ban Thống nhất Trung ương. Từ tháng 4 năm 1975 đến tháng 10 năm 1978, cán bộ công đoàn Gia Định, phó ban xây dựng kinh tế mới thành phố, bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các nông trường và khu kinh tế mới thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 1979 đến tháng 8 năm 1983, huyện ủy viên giám đốc nông trường Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh, thành ủy viên dự khuyết. Từ năm 1983 đến năm 1986, giám đốc Sở Lâm nghiệp, thành ủy viên phụ trách lực lượng thanh niên xung phong và ban kinh tế mới thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 1986 đến năm 1988, ủy viên ban thường vụ thành ủy, bí thư huyện ủy Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 1990 đến năm 1991, ủy viên ban thường vụ thành ủy, giám đốc Sở Nông nghiệp. Từ năm 1991 đến năm 1992, ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư thường trực thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 1992 đến năm 1996, ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư thành ủy, phó chủ tịch rồi chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 1996 đến tháng 1 năm 2000, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Từ tháng 1 năm 2000 đến năm 2006, ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban kinh tế Trung ương. Từ năm 2006 đến nay, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư. Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 13, đồng chí được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.